Đấy, xin chào mọi người. Đây, hôm nay cho mọi người xem một số cái lệnh huấn luyện của chó nhá. Gian gì? Đẹp chưa? Cao chưa? Cả tiếng Anh, cả tiếng ta luôn. Đấy, đây. Kinh, đi hai chân luôn. Lưng đỏ âu luôn. Rồi. Kiếp bơi nhanh nha. Ngày nào cũng cho bơi hả chú? Phải bơi chứ, phải tập chứ. Mang ngay. Chú đặt tên khác cho nó hả chú? Gian gì, vẫn gian gì. Cháu nghe lúc nãy tôi tưởng cháu gọi tên khác. Gian gì. Đã vào đây. Giỏi hết. Kiểu như nhiều lúc nó quên lệnh chú nhỉ. Sao nó ăn nó bồi lại nhỉ. Hồi phục sức khỏe thì... sau là chú bắt đầu đọc lệnh lại nó là lại nó lại. Làm lệnh lại không, thì con này cực hay luôn. Quen, đợt trước quen, kiểu như là nó yếu quá nhỉ. Nó yếu, nó gầy, xong là không đủ ăn nên nó không thể lấy lệnh được. Đấy. Gian gì? Gian gì? Đấy. Chị đái rồi. Đấy. Gian gì? Lâm. Lâm. Đây rồi. Mất bóng rồi. Đấy. Đẹp quá. Gian gì? Lâm. Ôi. Giỏi, phết đấy. Lâm. Xuống. 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 Lâm. Lâm. Này ngất hết cá rồi. Wow. Mồm to rồi, gặm hẳn quả được quả bóng to này. Con này mà đeo cái đai police kia vào nhở, nhìn oai phết đấy, đẹp. Bọn cháu cứ quên. Đi xa mà cứ quên. Gian gì? Gian gì? Ui dồi ôi. Gian gì? Lại sang bên kia đái phát đã. Đây, đây. Vận cái đây. Ui dồi à? Đừng rơi. Kia có gai rồi, rào rồi. Gian đi đây. 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 Gian gì? Ngoan. Thôi đấy, giỏi phết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.